Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay ở cái video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái tính năng mới của phần mềm MT Antiborne phiên bản 1.9 ha. Thì ở phiên bản 1.9 này, tại trang cài đặt chúng ta đã có thêm một cái tab là cài đặt an toàn. Thì tại đây sẽ chứa những cái tự chọn giúp chúng ta tránh xa khỏi những cái trang web độc hại lừa đảo, những cái mã độc trên mạng internet. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử mấy cái tự chọn này. Thì đầu tiên mình sẽ thử cái tự chọn là chặn những cái liên kết độc hại lừa đảo. Thì chúng ta lướt vô để kích hoạt nó lên ha. Thì ở đây mình có sẵn vài cái demo. Thì ở đây là một những cái liên kết được ghi nhận là độc hại. Thì đầu tiên mình sẽ thử cái liên kết này ha. Đó, các bạn sẽ thấy khi mà mình chỉ cần mua một cái địa chỉ được ghi nhận là độc hại thì bạn sẽ thấy hiện lên một thông báo lỗi như vậy ha. À, mình sử dụng link khác đi, cái link này. Đó, bạn sẽ thấy là nó báo độc hại như vậy. Rồi, một cái tính năng tiếp theo mình muốn giới thiệu đó chính là cái tính năng chặn mã độc đạo tiền ảo ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử cái tính năng này, thì chúng ta cũng lướt vô để kích hoạt nó lên. À, thì ở đây mình sẽ dùng mỗi cái này thôi ha, mình tắt cái này đi ha. Rồi, test thử một cái tính năng chặn mã độc tiền ảo thôi. Thì đây mình có một vài cái liên kết được ghi nhận thay đạo tiền ảo. Thì đầu tiên mình sẽ thử cái địa chỉ này ha. Đó, bạn sẽ thấy là nó hiện ra là đã chặn mã độc đạo tiền ảo trên trang web này. Thì lúc này cái phần có cái mã độc tiền ảo nó sẽ không hiển thị. Đây, nó kêu là mình phải tắt đi cái adblock này. Rồi mình sẽ thử một cái link khác đi, chẳng hạn như mình sẽ thử cái link này ha. Lên từ đây thôi. Bạn sẽ thấy nó cũng hiện ra thông báo là đã chặn mã độc đạo tiền ảo ha. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện là nó không thể tiến hành đạo tiền được nè. Rồi mình thử một cái link khác, chẳng hạn như cái link này nữa. Đó, nó cũng sẽ hiện ra thông báo là đã chặn cái mã độc đạo tiền ảo tại cái trang web này ha. Đó. Rồi một cái tính năng cuối cùng là cái tính năng tặng chặn tải tệp tức là những cái tệp .ete thì sẽ không thể tải được bằng trình duyệt. Thì cái tính năng này trước đây đã từng được giới thiệu rồi. Thì ở cái phiên bản 1.9 này thì nó đã được di chuyển từ cái phần cài đặt qua cái phần cài đặt an toàn này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.